Vâng, đến với Seoul thứ ba, trận đấu thứ hai. Vâng, Bi lại cầm sen. Ngày hôm nay Bi cầm sen rất nhiều. Đếm không nhầm thì từ khi mà game thủ chim sẻ nắng lên kênh thì đây là trận cầm sen thứ tư rồi. Bi lại sen. Thầu cầm Baby. Sen Baby sẽ đầu với cả Kata và Minwan. Chim sẻ là người cầm Minwan, còn 98 là người cầm Kata. Min và Kata. Như vậy là nếu như mà game thủ chim sẻ mà lên được cung A thì trận này vẫn đánh tươi. Nhưng mà 98 phải chém tốt cơ. Rồi xem bà chim sẻ xem nào. Bà chim sẻ là rất quan trọng. Nếu trận đấu này mà chim sẻ không đánh cung A thì cửa thua ông ta tôi nghĩ là sẽ cao. Mặc dù tôi không muốn nói ra điều này nhưng thực sự là nó sẽ cao. Sao bị quýt dễ thế nhỉ? Tất nhiên rồi, vâng, các bạn có thể thấy rằng khi mà con Y lên nhà của game thủ cầm vâng Babylon tiểu màn thầu khung hốc nó bé tí. Cái hốc đấy là cái hốc mà để giữ dân chứ không phải là cái hốc mà để có thể phát triển to khỏe. Lúc đó thì BB cũng đã bay nhà rồi và BB sẽ không lấy cái gì để có thể đỡ được những con Y Maxe trong tay của game thủ U98. Và quyết định của BB Risa tôi nghĩ là cũng là hợp lý thôi. Một quyết định khá là sáng suốt. Bởi vì đánh lâu thêm thì nó cũng chỉ mất tiền máy. Mà kết quả thì vẫn vậy. Đây là bài của con thủ chim sẻ. Tôi thấy ba cánh rừng xung quanh nhà của con thủ chim sẻ rồi. Quả phụ có, hiêu cũng đã có. Nhưng mà vấn đề là thế nhà nó là hơi rộng. Nước trận này có đánh cung A được không? Đồ ăn đang là được rồi. Và quả phụ thứ hai dành chim sẻ. Đồ ăn mà chim sẻ đang dò ra có thể gọi là khá sớm. Như vậy là quyết định. Vâng. Tôi đang thấy rằng chim sẻ dường như đang muốn khung hết nhà của mình và muốn ôm luôn cả nhà của 98. Đây là trận đấu đầu tiên mà hai game thủ chúng ta dường như là muốn khung nhà cho nhau. Liệu có khung được không? 98 đang được nhường một mỏ quả phụ ở phía trên. Bài 98 cũng có thế để khung. Nhưng với một bài đánh chém liệu rằng 98 có lực để khung nhà hay không? Cái bài này mà rơi vào tay của một người đánh cung thì cơ cấu nhà nó cũng khá đơn giản bởi vì các bạn sẽ có nhiều gỗ, khi mà đánh cung thì mặc định phải lên chặt gỗ rồi. Nhưng với một người đánh chém thì không hiếm khi người ta nâng chặt gỗ lắm. Khung nhà cho nhau hay là 98 lùi về góc 9 giờ nhỉ? Còn nên anh lùi bước về sau để cơ cấu nhà một cách tốt hơn. Đây là BS đầu tiên của 98. Đô lô về của 98 đó là một con voi. Con vò này sẽ giúp cho game thủ U98 không bị chậm dần. Kéo dần lên để ăn quả phụ luôn. 98 vẫn đang có xe dò để dò xuống góc 6 giờ. Nhưng góc này dường như chả có cái gì cả. Chúng ta sang xem chim sẻ đi. Chim sẻ cơ cấu nhà trận đấu này sẽ là rất rộng đấy nhỉ. Như vậy là trong này có thêm một mỏ quả nữa. Chim sẻ dò thấy tới hai mỏ quả phụ. À không, chính xác là dò thấy ba mỏ quả phụ. Và một mỏ quả phụ được nhường cho 98. Chim sẻ ăn có hai mỏ quả phụ luôn. Tôi xin nhắc lại là chim sẻ ăn có hai mỏ quả phụ. 27 giật, rất trâu giật nhưng liền đời không hề muộn nha. 8-20 kích đời. Bài này tôi chỉ sợ là đối phương sẽ đi công ca thôi. Hoặc đối phương sẽ lọt từ bên phía nhà của 98 ra. Chứ mặt bên này thì sẻ hoàn toàn có thể bo được. Một vị trí mà chim sẻ đã thiết kế những chiếc nhà bè đầu tiên của mình để có thể cơ cấu nhà. Nên bo nhà thì hôm sau sẽ không tốn quá nhiều lực. BB 24 dần, trong khi đó thì game thủ vâng tiểu màn thầu là người có số lượng dần đó là 25. 24 và 25 khả năng cao sẽ là hai chém. Khả năng cao thôi chứ không chắc chắn. Vâng, mỏ quả bị ăn chung. Mỏ quả ăn chung giữa game thủ 98 và game thủ BB. Như vậy là cánh của 98 khả năng cao sẽ là thầu. Bởi vì cái BG của thủ BB tôi đi hướng đến góc 12 giờ. Khả năng cao nhà BB 12 giờ đấy. Và 12 giờ sẽ là đầu cánh của thủ chim sẻ. BB lên đời xong rồi. Không biết là với cái việc mà ăn chung một quả phụ này thì BB có khỏe không? Vâng, hai game thủ đang giúp nhau cơ cấu nhà. Một tình huống kết hợp đến từ game thủ chim sẻ và U98.
Một dãy nhà nó khá rộng, nhưng mà cũng gần kín rồi đấy. Vâng, đây là BL. Như vậy 98 sẽ lên đời, nhưng mà lực 98 là hơi yếu. Mấu chốt là cơ cấu nhà cho Sẻ thôi. Sau đó thì cố gắng giữ tham và để Sẻ có thể khỏe ở trong thể đầu tiên. Sẻ khỏe trong thể đầu tiên thì rất có thể sẽ là một bài đấu cân đôi. Màn đánh máy của gầy thủ chim Sẻ, mặt bên này đã bò cho em. Còn 28 dần đang xin con tê thì phải. Dường như là đang xin con tê. Trận đấu này chim Sẻ lên đời xong và lực sẽ là rất khỏe nhỉ. Chưa thấy giò của UB đâu. Phải chăng 24 dân và đánh cùng. Bài đấu 24 dân của Sẻ cũng sẽ bài đấu khá lợi hại khi mà đánh kiểu cùng đẩy sớm. Bài này Sẻ vẫn kích 10 nhá. Tôi dự được khoảng tầm 14-10. Hai cái e của game thủ U98 như vậy đã kín mặt này. Không có cửa vào dành con ngựa giò của game thủ BB. Rồi, bỏ kín mỏ gỗ. Thời đầu chúng ta sẽ đánh thủ. 98 đánh thủ và game thủ chim Sẻ cũng đánh thủ. Vâng, bài Sẻ đã kín. Vâng, chúng ta hai game thủ vẫn đang đứng ở nhà thôi, không game thủ nào đi ra phía bên ngoài cả. Vâng, đây là cái map mà nếu như đưa về thế chủ lực thì con Minoan sẽ được đánh giá là con khỏe nhất. Vâng, là hai hay sẽ là như thế nào? Như vậy là một L. Dường như là muốn có bánh Sẻ. BB là rằng có công ca không? Tôi nghĩ là 98 nên đi con giò xung quanh cái mặt nhà BA của game thủ chim Sẻ thì nó sẽ là hợp lý hơn. Vẫn 24 dần đến từ BB. Như vậy trận đấu này BB cầm xe lên đời không phải là quá sớm. Sớm hơn 9, vâng, sớm hơn game thủ chim Sẻ có một chút thôi. Mà chim Sẻ là người đánh cung A của Milan. Đây rồi, như vậy là điều tôi lo sợ nó đã xảy ra. Chưa phải là công ca, nhưng đây tình huống vác dân lên để đập. Nhưng chỉ dân thôi thì tôi nghĩ là không công được Sẻ đâu. Đối phận như vậy là có ca. Vừa nói là đi dò xem có ca hay không, và đúng là có ca luôn. Vâng, BB muốn có canh bạc tất tay, nhưng 98 bắt đầu có lạc đà. Quan trọng là con ca. Giết con ca này, con ca cẩu được hai phát. Và chim Sẻ vâng, vẫn phải e được dành cho game thủ chim Sẻ những cái kia. Không được, vâng, lạc đà bắt đầu lan trọng. Nhưng chim Sẻ bắt đầu có cung A. Và cung A của chim Sẻ có giáp nhá. 98 đã có lạc đà ngay đằng sau. Thầu đang cầm dân để đập với con cung A. Nhưng cung A có giáp và nó không hề sợ những con nông dân này. Chim Sẻ chưa nở ra tơn thứ hai. Vâng, một con cung A được nở ra. Những con nông dân đang đứng có thể gọi là lấy thân mình lấp lỗ trầu mai. Vẫn có ca đến từ thủ huy, nhưng cung A héo lên sau. Con ca nó cẩu đầu quá. Vâng, ăn được con lạc đà. 98 vẫn đang cố gắng chém con lạc đà dành cho game thủ. Vâng, chim Sẻ. Lực của chim Sẻ là vẫn có nhưng vàng hơi ít. 98 bớt vàng em ơi. Có vàng không? Như vậy thăm này 29, nhà 98 bắt đầu bị công vào bởi game thủ BB. Nhưng đã đỡ pha công ca thành công, và BB trong pha vừa rồi cũng mất khá nhiều dần. Sau pha này thì BB sẽ yếu, nhưng chim Sẻ cũng không phải là bài khỏe nguyên nữa rồi. Một pha cơ cấu nhà và đỡ nhà cho nhau rất ngọt ngào như đường và sữa dành cho game thủ chim Sẻ và game thủ U98. Bây giờ thì đến lượt chim Sẻ sẽ phải sang thủ cho 98 khi mà 98 bắt đầu bị cung R đây. Vâng, có cung R đến từ BB. Bài đấu 1L. Vâng, 1L và chuyển cung. Ở đây vẫn có con ngựa chém được. Vâng, có công và có giáp đầy đủ. Trận này vẫn chưa biết nào đến là tham chim Sẻ nở lên 34. Bên bạn vẫn có một cung khỏe nguyên, đánh thế này chúng ta đang bỏ qua tiểu màn thầu. Nhưng tiểu màn thầu thì cũng chỉ là người cầm cung Babylon thôi, một loại cung khá cùi, không phải là cung tuyệt. Vâng, làm con chém kìa em ơi, 98 có phù không? Vâng, làm con chém chơi. Vâng, đen BG đi và ra phía bên ngoài, bắn nổ nhà BK của đối phương. Mặt bên kia là không biết là thầu có đục vào không. Như vậy mặt bên này vẫn đang khá yên ổn, 98 ở trong này bắt đầu ra ruộng. Vâng, đánh thế này thì 98 sẽ hơi yếu ở thời điểm đầu nhưng mà không sao. Thời điểm về sau thì với khoanh ruộng này 98 có thể hoàn toàn có thể có bài ra 2 BL. Bây giờ đội bạn sẽ đánh kiểu gì? Sẽ có nhiều cách đánh dành cho thầu. Cách thứ nhất đó là trâu dần, để có thể có một bài vâng cung vờn sau đó nhảy 4. Cách thứ hai là sẽ đánh kiểu trâu quần. Trâu quần. Giờ đội bạn đang công vào nhà 98 và tôi vừa nói xong. Tôi nghĩ là nên phải đưa cung đờ vào phía bên trong. Đưa cung A bên trong sẽ dễ đỡ hơn. Tức là đội bạn đang đông, có cả chém và có cả cung. 98 đang không có nhiều gỗ. Đang chờ đội bạn làm những con chém vào. Chim Sẻ đang ở... Vâng, đang ở mặt bên này. Như vậy là chim Sẻ sẽ không thể đi vòng. Chim Sẻ phải đứng ở phía đằng trong. 98 có làm được con chém nào không? Đây là cung R của Babylon. Chim Sẻ quyết định là có một tên đi quần. Vâng, tên này vào có bắt được không? 98 có vậy hay không? Vâng, 98 không có nhiều gỗ để về. Tham ai chỉ là 13 rồi, 98 thôi. Chim Sẻ đang muốn đi một tuần cùng.
Một tuần to thì đứng thủ nhà cho cầu thủ 98. Còn một nhỏ thì đi lên góc 12 giờ để quản vào nhà của BB. Nhưng vẫn chưa thấy nhà của B đâu. Chưa thấy nhà của B đâu. Tham lai là 60 dành cho game thủ cầm Minoan. Nhưng đây là team tham lai mà Minoan đang trâu quân rồi. Các bạn thấy rằng game thủ cầm Minoan, game thủ chim sẻ chưa có chặt của 2. Nhưng đây là phải hiếp đăng của chim sẻ. B cũng rất nhanh để phát hiện ra. Càng cao tấn quân này của game thủ chim sẻ người bắt. Vâng, đây là lạc đà. Không, ngựa chém. BB chuyển sang ngựa chém để đảo cho tiền phòng thầu cách dễ dàng hơn. Mặt bên này tiếp tục bị thầu khoan đục vào. Nhưng tơ này thì game thủ chim sẻ không sợ lắm. Cùng Aminan với tầm xa hơn. Đứng ở bên trong như này thì không sợ cung rồi. Vẫn là một tham lai khó nhá. Chim sẻ muốn đi một tơn cung ảo để gây sự đối biến nhưng cũng không được. BB cũng đang thi đấu rất tập trung. 98 tham bao nhiêu? 98 nở lên tham 16. Cố gắng có lở 2. Bây giờ chúng ta cần phải soi tham dần để biết đội bạn đánh kiểu gì. BB chuyển sang sóc chém nhá. Còn thầu vẫn là một bài sóc cung R thôi. Chúng ta vẫn chưa biết nhà của thầu nằm ở đâu. Thầu vẫn đang liên tục gây áp lực ở mặt phía bên này. Chim sẻ đang dùng giật cung A lại một chút để có thể tận dụng lợi thế về tầm xa của cung A Minoan. Các bạn thấy số lượng cung R chết đi dành cho thầu đang là rất nhiều. Rất nhiều cung R của thầu chết đi nhưng thầu vẫn đang cố gắng đấu. Ở mặt bên này thì chim sẻ phải cẩn thận. Đây là tơn chém của BB. 5 con chém. Ý đồ là muốn lao vào trong nhà của sẻ để khiến sẻ mất tay. Sẻ cần phải vệ e tốt. Mất 3 con chém. Nhưng ở mặt bên này lại bị phương điều. Mất rất nhiều tay trong những tình huống vừa rồi. Chúng ta đã đưa về một thế trận mà Minoan đánh được. Mặc dù quân đánh giá là cửa dưới. Bây giờ thì sẻ có lẽ sẽ phải đi quân. Vừa rồi thì sẻ rất cố gắng để bắn bay được chiếc nhà BG của game thủ BB. Vâng, bắn bay trước nhà BG để làm cái gì? Để khiến cho game thủ kiểu mặt tàu cũng như BB không biết được đường đi quân của game thủ chim sẻ. Vâng, tăng thêm một chiếc nhà BA nữa nhưng số lượng cung A ở bên phía nhà 98 đang mỏng dần theo thời gian. Tham lai của game thủ chim sẻ từ nãy giờ chỉ giữ ở 6x. Vâng, chưa tăng lên quá to được. Một tơn mà chim sẻ vâng, như vậy là thầu đã biết. Thầu đã báo, vâng, BB đã báo cho tiểu mặt tàu rằng chim sẻ là người đi cùng. Nhưng tơ này thì chim sẻ đang có cung R ở trên vòng cung A ở trên dốc. Pha vé tốt của game thủ chim sẻ. Nhưng đối phương đang kéo chém về. Tơ này sẽ phải rút lui để chờ tung A nữa được đẩy lên. Vâng, có quân của 98 ở đây. Sẽ quyết định đứng đấu. Nhưng số lượng cung A là hơi mỏng. Rút lui một chút. Rút lui một chút nhưng đội bạn đang vẩy e. Tơ cung A đằng sau đã đến nhưng liệu rằng số lượng có đủ không? Cũng không phải là quá đông. 98 cần phải giữ chém để đảm một cách tốt hơn. Tham chỉ là 62. Dân nhà chính đang ra khá nhiều. Vâng, liên tục tăng A. Một bài Minoan đánh kiểu trâu cục. Đối đầu với cả chém của Sen và cung R của Baby. Một bài Baby Lon khỏe nguyên. Chưa mất con ông dân nào dành cho Baby. Một thế đánh giá là khó hơn. Vâng, 98 biết hồi đến tham bao nhiêu rồi. Như vậy là tham lai 24 dành 98. Bằng ngày ruộng thì có lẽ đã là hai là đều. 98 đang tạt một tơn sang cánh bên kia để có thể cố gắng làm yếu game thủ cầm sen, game thủ BB. Ruộng đường nhà chính của BB đang là rất nhiều. Qua trải với chim sẻ với pha đấu cùng với người cầm Baby Lon. Tơn này số lượng cung A chưa quá đông. Nhưng cung R Baby Lon không dám đấu. Khi mà cung A của Minoan đang được đứng ở trên dốc. Sẽ đẩy thêm một kích cung nữa. Hãy cẩn thận một tơn BB lao thẳng vào nhà nhá. Ở thời hiện tại thì BB đang có số lượng chém là rất đông rồi đấy. 98 nào. 98 tham lai 24. Đang cố gắng quấy cái thủ BB thì ở trong tơn thiếu này. Không biết là bên bạn bao nhiêu dần rồi. Sẽ ăn thêm một vắng nữa ở phía bên ngoài. Bằng này ruộng là hoàn toàn có thể sóc đều được khoảng tầm chục nhà BA của Minoan. Một nhà chủ nữa để có thể ăn thêm gỗ. Chứ ăn thêm vàng. Bây giờ thì có đi quân không? Sẻ đang chưa dám đi quân. Dường như chém của B đang ở gần nhà của thủ chim sẻ. 98 đang tụ chém. Một chút nữa thôi thì 98 sẽ đảo cho thủ chim sẻ. Quân của thầu bây giờ chắc chắn đứng ở trên dốc rồi. Cái con dốc này. Nhưng chúng ta vẫn sẽ trèo dốc được. Vẩy e trước nhà BA để chặn vâng đường đi chém của BB.
Những chiếc ABE này khá là mỏng manh. Vâng, đây là tuần chém to của BB vừa nói xong. BB lao vào rất đông. Quyết định là lên dốc, tơn sửa E phải thân cẩn thận. Có Cung A đứng ở bên trong dành cho game thủ chim rẻ. Đây là tơn leo dốc của chim rẻ và U98. Cung A đứng ở bên trong, liệu rằng có thủ được không? Kịp thủ không? Vâng, hy sinh dần. Gần hết chém. Tơn này là tươi nhá. Tơn ở nhà thủ thoải mái. Còn tơn đi công thì cũng đang là ổn. Một tơn lao vào đến đội vì nhưng các bạn thấy những con Cung A ở phía bên trong đang bắn là quá đau. Vâng, tơ này đã ăn được con dốc. Vâng, đã chiếm được con dốc thì là chuẩn hơn. Chiếm được con dốc ở gần nhà của thầu. 98 vẫn đang có chém, tham hại của 98 đã là 26. Vâng, 3 con chém rồi. Nhưng 3 con chém là đủ để có thể đảo cho thủ chim rẻ. Chim rẻ cần phải đi ra phía bên ngoài không? Chim rẻ vẫn đang đứng ở mỏm dốc đó. Chim rẻ đang chờ thêm một tơn cùng nữa tiếp viện. Thêm tơn cùng này thì chim rẻ sẽ có khoảng tầm 2 kích rưỡi. Vâng, 2 kích rưỡi Cung A của Minh Hoàng. Đội bạn đang không muốn cho sẻ có thể tụ được cùng. Đội bạn đang kéo những con chém và sẻ đang phải rút lui một chút để chờ kích Cung A của mình kia. Vâng, chờ kích Cung A kia được đẩy lên. Nhà kia. Vâng, vậy ekip dành cho 98 và chúng ta đang quay trở về để bắt kích chém này. Nhưng ở một chiều hướng khác thì thầu cũng đang có rất nhiều quần. Có lẽ là nên bỏ, không nên bắt chém nữa. Chúng ta cần phải đẩy vào luôn, tham lại 67 dân dành cho thầu. Còn chim sẻ chỉ là 4x dân thôi. Sẻ ít hơn dân thầu là rất nhiều. Nhưng đây là bài trầu Cung A. 6-7 dân thì chưa chắc nữa được cơ kích Cung A này. Vâng, không có chém đảo cho thầu thì cửa gì để cho Cung A Babylon đối đầu với cả con Cung A của Minh Hoàn. BB đang cố gắng quấy và chặn đường đi quân đi Cung A của thủ chim rẻ. Như vậy là cánh bên kia lọt. Cánh bên kia lọt nhưng không sao, 98 cần phải đảo tốt, khả năng cao thầu sẽ chết. Còn Cung A ở chim rẻ ở nhà tôi nghĩ là hoàn toàn có thể thủ được. Tham ai của 98 là 22. Vâng, chim rẻ để lọt quanh ruộng chính. BB có một tơn lao vào trong nhà của chim sẻ để khiến cho chim sẻ vâng mất đi khoanh ruộng mình. Nhưng thầu bị ốp A. Thầu bị ốp A. Rất nhiều nhà BA của thầu nhưng cái chất quân của đối thủ tiềm ăn thầu, đó là chất Cung R của Babylon, nó không đủ để cho anh có thể đỡ lại những con Cung A của Minh Hoàn. Thầy chim sẻ vẫn đang rơi ở 1 lít bớt. Khoanh ruộng này của chim sẻ vẫn chưa bị phát hiện. Lực thịt của sẻ vẫn đang lên và hoàn toàn có thể sóc đều cùng. Vâng, thầu vừa chết khoảng tầm 2 tỷ dân ở màu gỗ của mình. Nhưng ở nhà BA thầu đang cố gắng đỡ lại. Bây giờ đây chim sẻ cần phải cơ cấu lại ruộng. Lượng vàng của chim sẻ đang hơi yếu, lượng thịt cũng đang là hơi yếu. Nhưng đưa về trận như thế này đang là tươi nhưng BB đang quá đông chém. Một kích chém to ở nhà của game thủ chim sẻ. Mà ở nhà của thầu thì cũng đang còn thêm chém nữa. Chim sẻ phải bỏ lê chờ để ăn dân không? Tuần quần này thì chưa biết như thế nào. Thằng mạng của chim sẻ vẫn đang rơi ở 1 lít mốt. Sau pha úp quân vừa rồi thì thầu đã yếu đi là rất nhiều. Nhưng BB vẫn đang là người khỏe. BB đang là người cầm xe, 98 khỏe không? Vâng, 98 ăn hết thì quay dụng chính của BB. Vâng, tơn này là tơn tươi này. Tơn này khả năng cao là tơn đột biến ở trong trận đấu này. Bây giờ thì BB không phải bài khỏe nguyên nữa. Và chim rể vẫn đang có tham lai, đó là 97. Bây giờ thì đẩy ai? Bây giờ thì đẩy BB hay tiếp tục sẽ là đẩy thầu? Bây giờ thì thầu sẽ không thể ra được quần. Thầu sẽ phải trong cái khoảng thời gian mà phải hồi lại, phải hồi dân để có thể làm lại ruộng và phát triển lại để có thể ra quân ở điểm về sau. Chứ bây giờ thì nếu như mà thầu ra quân thì thầu sẽ là rất yếu. Và thậm chí còn thầu chưa chắc đã có lực để có thể ra quân. Thế trận đưa về hiện tại đang là tươi. Nhưng chưa thắng. Nhưng chưa thắng, chim sẻ tiếp tục gom thêm 3 kích. Vâng, thảm chim sẻ to như một cái loa. Tham lại của BB chỉ rơi khoảng tầm 40. Tham lại của thầu rơi khoảng tầm 60. Đội bạn tổng tham là 1 lít. Và sẻ dường như đang không muốn đẩy thầu nữa. Sẻ sẽ đẩy sang nhà của game thủ. Vâng, cầm sen và đánh chém, đó là game thủ BB. Bởi vì thầu trong tơ vừa rồi đã chết rất nhiều dần rồi không. Như vậy vẫn vào nhà của thầu, nhưng chim sẻ đi ở một đường khác. Vâng, không phải là tơn ngựa quen đường cũ. Vâng, vào thẳng nhà chính luôn. Không cần phải bắn E. Vào thẳng nhà chính luôn, đây là khoảng tầm 2 kích Cung A. Và ngay đằng sau đó là những con chém của game thủ U98. 98 vẫn có chém để đào cho thủ chim sẻ. Thằng này 98 là thay 15 thôi, nhưng đây là thằng này rất hiệu quả dành game thủ trẻ của Game TV. 129. Vâng, không thấy quần của thầu đâu, tôi đã bảo rồi. Ở thì hiện tại thầu đang phải đỡ. Thầu đang phải hồi lại những con đồng dần của mình để có thể ra thêm ruộng. Vâng, BB lại có một tơn chém. Vâng, BB lại muốn chém vào nhà của game thủ chim sẻ nhưng khó. Đội bạn muốn đổi nhà nhưng mà đổi hộ tôi cái. Vâng, bằng này Cung A thì đổi kiểu gì? Nhà của thầu chính thức bảy. Bây giờ thì hai kích Cung A này sẽ được đưa sang nhà của game thủ. Vâng, BB không. BB có lẽ không có quân để đỡ nhà đâu. Vâng, chim sẻ chỉ đi có hai kích thôi. Tham lít tư đến từ game thủ chim sẻ. Vâng, một kích sang nhà của game thủ tiểu màn thầu. Góc 6 giờ, một kích sang nhà của BB.
Vâng, BB đang muốn đục ở mặt này, xin lỗi, nó có tầm 4 kích cũng GB ơi, em đục làm sao được. Mà kể cả có vào được đi chăng nữa thì làm được cái gì. Cung A đang là quá đồng, tham lên lít rưỡi, vâng, mít nhà bè, thậm chí còn không ra nổi vào những con Cung A của mình. Quá nhiều quần. Vâng, BB chém hết được một kích, tưởng tươi, nhưng trong nhà nó còn hai kích nữa. Vâng, đây là vị trí phát triển mới của Tiệm Hàn Thầu, góc 6 giờ. Một trận đấu với đội bạn cũng đang khá châu quần, nhưng thực sự thì khi mà Chim Sẻ cầm Minh Hoàn, nó vẫn làm cái gió nó rất khác biệt. Cung A tràn ngập ở trên bản đồ. Ở nhà của Thầu là hai kích, ở nhà thậm chí còn là hai kích rưỡi. Và tỷ số là 2-0 dành cho Game TV. Minh Hoàn Kata thắng Seng Baby, một trận đấu đánh rất hay của đối thủ Chim Sẻ. Vâng, cả cái thủ 98 nữa, đội bạn gần như là hai người khỏe nguyên. Thầm đầu 98 không làm được gì cả, 98 phải đánh thủ để có thể cơ cấu nhà cho game thủ Chim Sẻ. Chim Sẻ cũng bị BB công ca và cũng yêu, nhưng đội bạn vẫn không thể có chiến thắng được ở trong trận đấu này.